Tôi là Tùng, quản lý kênh YouTube No2. Vừa qua tôi có vào group của Tinh Tế thì thấy một cái video có một bạn hỏi, đó là cái cây máy tính của bạn ý là cứ bật máy lên cái thì các bạn ý lại nhìn thấy quạt chip nó quay vài vòng, sau đó quạt chip lại tắt đi, cứ quạt tắt đi bật lại, tắt đi bật lại, quay liên tục như vậy gần một ngày trời. Các bạn đợi cây đó lên hình, nó không lên hình. Và trong cái group của Tinh Tế mình thấy một điều là có gần 200 đến 200 lượt content đã đưa ra những nhận xét, đó là lỗi cái này, lỗi cái kia, lỗi cái A, lỗi cái B, lỗi cái C. Nhưng với cái kinh nghiệm trải nghiệm thực tế vừa với vấn đề đó là đào tạo sửa chữa main cộng với vấn đề đó là trải nghiệm hàng ngày đi sửa main cho khách, thì mình có những kết luận liên quan đến trạng thái mà các bạn bật máy tính lên, quạt máy tính quay vài vòng thì tắt, nó sẽ như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề đầu tiên, đó là mắt các bạn nhìn thấy nó lỗi như nào, để mai sau mình sẽ đưa cho các bạn phán đoán. Anh dừng tạm video. Đứng sát nào. Được chưa? Đây, lỗi nó sẽ là như này. Đó, các bạn nhìn thấy quạt chip quay này. Sau đó tắt, sau đó lại quay. Đó, nó cứ lặp đi lặp lại quá trình này trong vòng một ngày trời, nó sẽ không thay đổi cho gì cho các bạn cả. Vậy các bạn sẽ đặt câu hỏi ra là câu hỏi đó là cái máy tính của bạn đang lỗi ở vấn đề gì? Thì gần 200 lượt chia sẻ cái chính kiến của riêng mình, đó là lỗi nguồn, lỗi CPU, lỗi RAM, lỗi HDD, lỗi vỏ cây hay là lỗi main. Thì theo trải nghiệm thực tế của mình và theo quan điểm của mình sẽ được đánh thứ tự lần lượt theo tỷ lệ phần trăm lỗi. Các bạn nghe rõ, đánh thứ tự lần lượt theo tỷ lệ phần trăm lỗi. Vì vậy từ sau này các bạn sẽ đi theo cái tỷ lệ đó để các bạn đưa ra một cái kết luận chuẩn xác nhất là nó đang lỗi gì. Với tỷ lệ thấp trước, còn khi các bạn sửa thì các bạn hãy đánh từ tỷ lệ cao về. Nếu các bạn đưa ra một cái kết luận đó là lỗi HDD thì gần như xác suất này chỉ rơi vào trạng thái đó là 5%, gần như là không có, tỷ lệ cực kỳ thấp. Còn nếu các bạn đưa ra kết luận đó là chạy lâu, nguồn nắng, nguồn vệ sinh, nguồn của các bạn bị nắng dẫn đến tình trạng là bị kích ngắt, thì các bạn để ý nào, nó chỉ có khoảng 7-8% sinh ra lỗi trường hợp trên. Nếu nguồn của các bạn là những cái nguồn đồng bộ như này, không phải là nguồn nâu lên, tỷ lệ cực kỳ thấp. Các bạn để ý, tỷ lệ cực kỳ thấp. Và các bạn có thể xác định nếu cái tỷ lệ nguồn thì các bạn để một ngày kiểu gì nó cũng lên. Mình cam đoan với các bạn là tỷ lệ 100%, 99%. Nếu tỷ lệ nỗi kích ngắt trong nguồn thì các bạn cứ để cho nó quay như vậy trong một ngày thì kiểu gì nó cũng phải lên. Vậy vỏ cây thì không bao giờ rồi. Vậy nó lỗi trong cái gì? Tất nhiên mình cam đoan với các bạn là không bao giờ nó lỗi quạt fan CPU mà các bạn đi thay. Tỷ lệ là 0%. Tiếp theo, chúng ta chỉ còn hai cái thứ duy nhất, ba thứ duy nhất của chúng ta các bạn cần để ý, nó lỗi. Các bạn để ý này, nó lỗi. Một, đó là thanh RAM của bạn. Nếu các bạn để ý nó rất đơn giản như sau. Nếu các bạn rút thanh RAM ra, nút nó ngắt, nó chỉ cần kéo dài hơn 3 giây thì có nghĩa là lỗi RAM. Còn cái thời gian nó ngắt không hề thay đổi thì tỷ lệ lỗi RAM của các bạn là 0%. Đó, các bạn để ý cho mình. Còn vấn đề CPU, cái này áp dụng cho cả người thường lẫn thợ. Còn vấn đề để các bạn ngoại trừ CPU này, các bạn chỉ cần nhấc con CPU ra, tỷ lệ ngắt không thay đổi về mặt thời gian thì xác suất kết luận là lỗi CPU ở trạng thái là 1%. Vậy 85% các bạn sẽ đưa đến một cái kết luận đó là lỗi main. Đó là lỗi main này. Mình sẽ bật mí cho các bạn là 5% các bạn có thể tự sửa bằng một cách rất đơn giản như sau. Đó là tháo cục pin CMOS này ra, sau đó rút hết điện ở vỏ cây, sau đó các bạn kích lên lại. Nếu main của các bạn chạy bình thường thì số các bạn đỏ, các bạn tích đức số các bạn đỏ thì cứ để thế mà dùng, gần như nó sẽ không nối lại nữa. Còn nếu các bạn đã bỏ cái pin CMOS ra rồi, quá trình quạt quay vẫn lặp đi lặp lại. Lúc này lời khuyên chân thành nhất của bạn, đừng cố làm cái gì cả. Mình luôn luôn có một quan điểm bất thành văn, cái gì không làm được thì bỏ tiền thuê người khác làm. Vì vậy các bạn bắt buộc phải mang đồ đến thợ cho sửa. Bây giờ mình sẽ sửa làm mẫu cho bạn xem. Tất nhiên với main này của mình nó lỗi ở vị trí này, nhưng với main các bạn không chắc là lỗi vị trí đấy. Vì vậy nếu các bạn thay linh kiện giống mình nó không chạy thì các bạn hãy mang ra thợ làm một cách nhanh nhất có thể. Chúng ta bắt đầu. Đó, vẫn tình trạng kích lên và ngắt nha các bạn nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ sửa. Các bạn để ý, đây là kinh nghiệm và đây là xương máu. Và xương máu thì phải đào ra tiền. Chúng ta chỉ cần thay hoặc vứt linh kiện đi, nó sẽ chạy. Tỷ lệ là 90%. Vì vậy nếu các bạn thấy thợ chỉ bỏ một cái linh kiện hoặc thay một cái linh kiện rất nhỏ, thì đó là điều mà họ đã bỏ tiền ăn học. Họ học thì họ thu tiền lại của các bạn, đó là điều hiển nhiên. Các bạn nhìn này, quan sát kỹ. Mình không giải thích tại sao mình làm được như vậy, vì lý do ở đây là video cả cho thợ và cho người sử dụng. Vì vậy quá trình giải thích nó sẽ mất rất nhiều thời gian của các bạn. Chúng ta bắt đầu này. Các bạn có thể quan sát kỹ vị trí linh kiện. Anh zoom to được cứ zoom nhé. Đó, các bạn đợi chút cho cái mên nó nguội. Không để tí tí giấy để mên đâu. Siêu lửa. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Các bạn quan sát này, quạt không ngắt nữa này. Ngắt lại nhưng sẽ quá trình ngắt đã dài hơn rất nhiều. Bây giờ khởi động lại này. Đó, các bạn giờ chuẩn bị nó lên hình bây giờ. Đó, các bạn nhìn màn hình này. Đó, thấy chưa? Vậy chúng ta có một kết luận rất đơn giản, 90% sẽ thuộc nguyên vàng. Các kết luận khác chỉ rơi vào 10% còn lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn cần sửa những cái cây máy tính liên quan đến chạy ngắt thì hãy liên hệ với Shop Công Nghệ Lô 2. Lô 2 chuyên sửa mên máy tính, ngắt tốt và đặc biệt là những đồ của hãng bảo hành mà không nhận bảo hành. Các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Lô 2 và hãy chia sẻ video của Lô 2 đến nhiều người khác để video này có thể đến với nhiều người, để các bạn đưa ra quyết định đó là sửa quạt quay rồi ngắt một cách chuẩn xác nhất. Cảm ơn các bạn.